Chị muốn mua món này giá nhiêu đây? Em nghĩ là với cái sự bùng nổ này thì em sẽ đấu giá nó với mức giá thời điểm là 149 ngàn. Cái gì? 149 ngàn cho một cái dĩa này hả em? 149.500 đồng. Hồi nãy anh coi nguyên liệu của em là anh thấy là hình như là về đồ ăn đó, nó chỉ có xúc xích với lại chả cá thôi. Đa số xúc xích và chả cá của em thì anh nghĩ là 90% là bột. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và bây giờ là phần mini game dành cho những vị thực khách của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ rất là công bằng với nhau nha, không phải nhón đàng hoàng. Tôi muốn nhón mà. Đó, chị qua thử rồi tới không? Tới. Ok, rồi. Ok rồi, chơi. Trò chơi rất là đơn giản, chúng ta sẽ nhìn những hình ảnh phóng to của những loại trái cây và đoán đó là loại gì. Giống như mình so da đúng không? Mình căng ra hả? Rồi, dễ là dễ. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng rất là nóng muốn chơi. Ok, bắt đầu đi chương trình. Hổn không nhường vậy, chưa kịp nhìn nữa. Cái hướng bẻ cái máy qua em trước không à? Không, em công nhận là trò chơi em hơn thua lắm. Đó, bẻ qua chị Quang biết đó. Ai vậy? Cắt người nào? Kỳ Quyên. Gì vậy? Chị dừa. Rồi đó coi. Ủa? Hơi đau. Chị táo. Trời dữ, thế nó sợ quá. Trái nhò. Trời đó, coi là trời, cái đó phóng bự dữ chưa hả? Trái cam. Em ơi, chị sợ chứ không phải chị dám chơi đâu. Trái chuối. Trời. Cà rốt. Trời. Trái chanh. Trái chanh nào màu đó? Trời, chanh, trái chanh giả tay đó hả? Trời ơi, chanh nước hoa á hả? Trái mắt. Trái chuồng, Tôi diễn tả lại cảm giác của cái anh mà quay phim ảnh nhìn. Anh em muốn kiến, ảnh ngay tạo cái bục đi. Trái cà chua. Chị sợ mấy đứa rồi. Ủa trái gì? Rồi trái gì? Đã đi. Trái phời. Sai. Vậy là khoai tây. Trời, khoai tây. Có gì có chơi không? Chị đúng tay rồi. Và tất nhiên người chiến thắng là tôi. Cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn rất là nhiều. Và Khánh sẽ là người giành quyền thưởng thức món ăn trước hay là sau là tùy vào cái sự xuất hiện của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Chim rừng nga liễu lo. Chà. Rồi múa đó, người hát người múa luôn. Múa rồi nó nhảy nó xuống dưới luôn nha. Bắt đầu từ Bảo đi. Ủa sao em trước rồi? Bảo tại vì thấy món ăn của Bảo nó sắp nguội rồi đó. Cho nên là dạ. Đây là món tôm dùm Tây Tạng. Lộn, tôm dùm Thái. Nhưng mà con tôm là từ Tây Tạng. Sau nhiều năm lai giống thì em phát hiện ra là con tôm này có một điểm rất là đặc sắc. Một bé trong đây là từ châu Phi, một bé là từ châu Á. Và hai bé này sau khi mà lớn lên được đem vào Tây Tạng để nuôi dưỡng chăm sóc và không được cho có một cái quan hệ yêu đương nào cả. Hai bé vẫn còn độc thân hòa quyện vào trong cái tô này, tạo nên cái vị đậm đà bản sắc của Thái Lan. Cảm nhận nhắm mắt mở mắt ra mình thấy ở Thái liền. Wow, hai người hai bên tiện nói tiếng Thái liền luôn, nghe cũng bị dắt đó. Cũng bị dắt đi một vòng đó. Nói chung là hôm nay thấy là cái tập này khá là đặc biệt, tại vì các bạn là công việc các bạn là KOC. Chúng tôi ở đây không phải chấm về cái hương vị món ăn và rồi cung cách phục vụ nữa, mà chúng tôi còn chấm về cái giá tiền món ăn, nếu như các bạn bán món này bao nhiêu tiền. Đúng rồi, mà chúng tôi cảm thấy hợp lý, hiểu không? À, nếu như là bạn thì bạn bán một cái tô này, canh tôm dùm này bao nhiêu tiền? Theo một cái sự tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng, có logic, có khoa học, toán học, bác học thì chắc chắn món này em muốn biết nữa. Tại giờ kiểu cũng không biết. Tại vì anh học chưa. Thôi mình mời bạn về đúng đi anh. Vô giá đi. Đặt giá rồi. Vô giá. Khó mua lắm đấy mọi người. Nếu mà vô giá thì món này nếu mà ngon thì thật sự là vô giá. Còn nếu mà không ngon là dễ bị chấm thấp lắm. Mà sao tôi thấy quãng đường ăn tôm này nó cực quá. Hãy chúng ta hãy đến với một cái món ăn khá là đặc sắc của bạn Jimmy. Jimmy ơi, món ăn của bạn hôm nay có gì? Sống bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Đây là Turbo Key.
Vừa vần ha, vần. Dạ, đây là món tteokbokki. Nhưng mà được làm bởi hầu hết là những công thức ở Việt Nam. Và cái hương vị cũng rất là chuẩn người Việt. Chị nhớ, có mấy loại hành gì đó. Đúng rồi, ba loại hành khác nhau, từ ba loại nước. Vậy chị muốn mua món này giá nhiêu đây? Em nghĩ là với cái sự bùng nổ này thì em sẽ đấu giá nó với mức giá thời điểm là 149.000. Cái gì em 149.000 cho một cái dĩa này hả em? 149.500 đồng. Hồi nãy anh coi nguyên liệu của em là anh thấy là hình như là về đồ ăn đó, nó chỉ có xúc xích với lại chả cá thôi. Đa số xúc xích và chả cá của em thì anh nghĩ là 90% là bột. 49.000 giá nguyên liệu, 100.000 là 300 Michelin. Wow. Với lại mắc là mắc cái vụ hành á, phải du nhập từ nước ngoài hành về. Hành ba nước. Hành ba nước. Mắc cái đó đó. Dạ đó, là gì đó. Chắc là cho phép ăn món của Jimmy trước đi ha. Dạ, ok. Món canh mình ăn cuối cùng. Đó, tôi muốn kỳ rất là dễ gấp. Dạ đúng rồi, em nói rồi là những cái hương vị. Tại sao không thật vậy? Những cái em nhìn em khó chịu, em muốn khẽ tay luôn. Có bực mình quá. Em nói rồi, em muốn lấy cái cây em khẽ tay. Những cái nguyên vị của em là tươi sống. Nó chạy. Anh nói chuyện với nó đi anh Khánh. Anh nói chuyện anh kêu nó đứng lại. Em bình tĩnh. Ủa tức bạn ghê á, thôi tôi ăn một miếng canh. Dạ. À khoan, không có được phép đâu. Cái món của em không, cái món của em có khi mà ăn á em có phục vụ văn nghệ nữa. Đợi xíu, đợi xíu nha, gửi cho mũi nha. Từ từ đi cô kìa, ăn cái cục tteokbokki nhảy 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 cái mặt kìa. Anh Khánh khóc chị ơi, chị Hoa ơi, anh Khánh khóc rồi. Trời ơi, đậm đà. Sụp sừng sực. Mời Hoa. Nữa. Rồi, được mời mới ăn em ơi. Bây giờ là ăn vậy đó, được rồi mới ăn. Chị thích ăn phô mai lắm nên chị dít cục phô mai lên. Chị dít chị đồ ăn chị. Ê, không phải bánh xèo. Không phải bánh xèo, đừng lấy người mặn như vậy. Thực sự là nó có một cái sự đoàn kết. Không phải cái món ăn này em cũng muốn thể hiện cái sự đoàn kết cái của dân tộc. Rồi. Ăn vậy mới đã, anh nó mới soi thịt. Cặp bún ca. Chị đừng chị. Chuyện gì không? Chuyện gì không? Nửa đi, nửa đi. Chị Hoa chưa cảm nhận nó nửa đi. Chuyện gì không? Chuyện gì không? Chuyện gì không? Một miếng nó đi, một miếng đi. Chuyện gì không? Từ từ. Thôi phải khoảng có một miếng phô mai rồi, tôi ăn phô mai. Đúng rồi. Miếng nhúc nhích nữa. Đúng rồi, chút nữa. Nửa cái dĩa luôn. Từ dĩa luôn. Chả cá nữa. Gói mang về cho chị nha, em gói mang về cho chị nha. Ok. Em đi lên đi. Mời đi. Em gói mang về cho chị nha. Mời lên. Nó có một cái giống gì đó của Michelin đó. Mấy sao? 3 sao Michelin. Đó, anh Linh là móc một cái là lên liền luôn. Ủa mà cho em hỏi cái chương trình này là hai đứa em ngồi nhìn khách mời ăn vậy? Đoán không? Em muốn thử không? Em muốn thử không? Không, nó có đáng thương cho tụi em quá không? Khi phải tình nhìn lần lượt ba người ăn. À em à, nếu như em biết tình trạng sức khỏe của tụi anh đó thì em sẽ không thấy là tụi em đáng thương đâu. À. Mà anh mới là người đáng thương. Mình món của bảo ngủ cho nên là Khánh sẽ sử dụng rồi sử dụng cái quyền của mình. Tại vì món này nó Thái nên là chắc mình phải mua Thái đi hả? Ừ, ok, mình có tiết mục gì không ạ? Không nghệ, không nghệ. Dạ có, hồi nãy em tặng Ngọc Hoa nhiều, bây giờ em tặng anh Linh ha. Anh cười cái được không anh? Dạ. Cười người chớ dội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau mà. Người đang ngóng tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hay quyết dùng nha. Còn số 3. Rồi. Bây giờ tặng quà nhiều rồi, phải có một con số tặng cho anh Linh. Đó, bạn Linh đã tặng con số 3. Tôi mong là món ăn này cũng sẽ là một món quà. Rồi gợt thì cũng mừng ha. Dạ. Hiếm khi gợt. Nhiều hoa làm gái trước ha. Nào bình sự. Quá đã luôn, lụm ăn tôm chị ơi. Tinh tế tôi gửi cho muỗng trước rồi đó. Ủa nhưng mà bảo thường thường mình ăn cái này mình phải ăn kèm với bún mà. À, có ăn bún đúng không? Tức là mình sẽ có nhiều option để ăn với bé này. Có người là ăn bún, có người ăn mì gói. Hai tôm bên đó rồi, con tôm tôi. Gợt coi. Không, thật ra tinh túy là cái nước nè. Thật ra là nước là có thể chấm điểm được rồi. Rất rất khó để làm nước nha. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Mời chị mì luôn nha. Đây em lộn phút này nữa là chị Ba gặp em. Trời ơi gạch kìa chị Hoa ơi. Chị thích ăn gạch dữ lắm em ơi. Chấn động luôn chị ơi, thiệt sự luôn. Tại vì á, thật ra đây là những con tôm đang cái thời kỳ mà mạnh mẽ nhất của cuộc đời. Người ta gọi là ví dụ như ông bà ta có câu là sao? Trai 17 bẻ gãy sừng trâu. Cái con tôm này vừa đúng 17 tuổi luôn. Ăn vô cực kỳ sung luôn. 17 tuổi hả anh? Con tôm vừa đủ 17 tuổi. Con tôm đang nó có thực sự là con tôm không? Con tôm tới 17 tuổi nó có thực sự là con tôm hay có một cái gì? Ghê quá em ơi, nó là con ngừ. Con tôm là con ngừ. Chị Hoa cho em 3 lóng ở dưới cái đuôi được không? Còn có hẹn và tôi xin gà. Chị điếm mừng ở trên miếng tốn gì bỏ 2 lóng đầu vô cho em 3 lóng cái đuôi đi. Trời ơi, chị thương mày lắm, chị mới ngắt đó. Ê, con tôm chắc nghịch nha. Con tôm chắc. Tại vì trong cái lúc mà nuôi tụi nó đó là cũng cho tập gym.
tập gym mà tập yoga mỗi ngày, cứ là ca sáng là ca tối, buổi sáng tập gym tối yoga. Ghê quá em. Sao tụi bạn tụi thấy không chắc lắm đâu. Ở khía cạnh là một người KOC thì bạn sẽ bán cái sản phẩm này bao nhiêu tiền? Từng ăn những món này ngoài thị trường rồi thì một số chỗ bán ăn được ngon thì một tô như thế này sẽ dao động khoảng 139 ngàn. 139 ngàn đúng không? Hai con tôm luôn nha. Là 139 ngàn á. Có không có điều sốc gì đúng không? Ờ, nếu mà nếu mà lấy luôn combo ba người sẽ được tặng thêm một bộ tâm sĩ răng hoàng cung. Yeah. Tâm sĩ răng hoàng cung là sẽ làm nó có khác gì với tâm sĩ răng của bình dân không em? Dạ, tức là chịu mấy cây. Combo một tháng á sẽ được tặng thêm miếng nghe vàng luôn. Thôi bây giờ chấm điểm nha. Chấm điểm, chấm điểm trước nha. Đầu tiên ăn món của bạn Jimmy trước á thì bất ngờ, tại vì cái hương vị nó rất là đậm và nó bùng liền trong miệng mình luôn. Nhưng mà bị một cái là nó đậm vị quá, và mình ăn cái miếng thứ hai á là bắt đầu mình cảm giác là nó đậm hơn, đậm hơn, đậm hơn, cho nên mình không ăn nhiều được. Đồ thứ hai là huyết áp, huyết áp, huyết áp. Nghĩa là nó đậm quá. Nhưng mà cái giá 139 ngàn thì 149 ngàn 500 nữa. Ok. Bình thường thì Khánh sẽ chấm cái món này 8.5, nhưng mà tại vì cái giá thấy không hợp lý lắm. Không hiểu là tại này hồi nãy em giỡn. Có điều đúng không? Đúng rồi, vậy thì em nghĩ là có điều. Là 39 ngàn mới ám một trời. Ôi 39 ngàn. Trời, từ 149 ngàn xuống 8.5. Thì cô chấm đẹp liền. Món ăn của em nó như là giá vàng vậy, nó giật giá vậy. Món ăn của em mà nó giảm vậy rồi, giống như trong siêu thị 9 giờ tối vậy. Không hiểu làm thôi, hiểu làm. Giá trải nghiệm, giá trải nghiệm. Trial 39 ngàn, tôi phải suy nghĩ lại. Tôi sẽ cho Jimmy 8.79 điểm. Yeah. Cảm ơn Khánh. Tôm dùm của bạn Bảo. Là món này ngoài tôm ra nó phải có một cái gì đó. Chính xác, nghĩa là phải còn thêm những cái hải sản gì nữa. Có một con tôm mà nó chưa có đủ. Bên đây là 8.79 điểm. 79 điểm. Bên đây là 8.85 điểm. Giá nhiều quên rồi. Nãy có 139 ngàn. Giờ còn nhiều. Dạ. Giờ 139. Mua tâm hoành cung luôn, giờ mua một cũng đáng luôn. Quảo quá rồi. Quảo quá rồi. Thì Hoa Hoa cho cái này 9 điểm. Tại vì thích con tôm đó. Còn với bánh xèo Việt Nam này thì hiểu là Spooky. Chị thấy những cái món này nó kết tủa với nhau. Nó kết tủa, nó kết tủa luôn hả? Dạ. Nó quyện với nhau. Anh chưa bao giờ thấy cái cục Spooky nào mà nó bự như một cái gói ôm. Anh nhờ lâu. Cái chung là nó cũng ổn đi, nhưng mà tại cái gói ôm này nó trừ điểm em thôi. Dạ ok. Nên còn 8.5. Dạ ok, yeah, có một đôi ok rồi. Cảm ơn chị. Và ở trên là hai lời nhận xét của hai diễn viên. Còn đây là chuyên gia ẩm thực. Trời ơi. Trời ơi, quá chuyên ẩm thực. Mà đầu chương trình hai mùa chưa nói câu gì ra trò hả? Chưa có một cái bình luận về ẩm thực nào đó đàng hoàng hết trơn á. Món ăn của Jimmy thì thật sự là món ăn này cần phải hâm nóng để cái phô mai nó chảy chảy cái kéo rồi nha. Đó thì cái phô mai là trừ một điểm nè. Đó. Chị thấy gì? Huyết áp. Đó. Cái đó là cái mà ba đứa mình không nên nạp vô nữa, là trừ thêm một điểm. Có phạt phải có thưởng. Nói chung là bạn cũng có công lao nấu ra món ăn này, hơi cộng hơn nửa điểm nữa, 8.5. Trời, viên giáo thật là cũng còn chấm chấm công lao. Trời ơi, viên giáo không thật. Đó, tới món ăn của anh Bảo nha. Nhưng mà cũng có trừ á. Tại vì làm có hai con tôm mà bị bên kia giành hết rồi. Dạ. Đúng ra nếu mà chị Hoa không cho được ba cái lóng cái đuôi là thôi không có gì ăn. Dạ. Mà ba cái lóng đó là 3 điểm đó. Dạ em gửi được đủ hoàng cung sao? Gửi được đủ hoàng cung. Tại bé đâu? Tại hai con tôm nó đi giành nước. Đúng ra có 5 điểm thôi. Trời ơi trừ dữ vậy. Đâu ăn được tôm đâu, uống nước đâu mà. Đúng ra nó 3 điểm là được rồi. Ủa thấy lẫy lắm rồi. Không, được ba cái lóng đó rồi lên được 3 điểm. Với lại một điểm nhảy múa nữa là được 9 điểm. Nói chung là mình thích cái món tôm dùm của Bảo hơn. Thì tổng số điểm của Bảo chính là 26.85 điểm. Rất chặn. Và số điểm của Jimmy là 25.79 điểm. 26.75, 25.79. Đó, cũng xê xích nha. Bây giờ anh trọng chọn cái người nào mà cho mình điểm cao. Jimmy, hồi nãy bạn chọn ai? Em nghĩ là em đã chọn đúng rồi. Đây, em đưa cho khán giả coi trước nha. Tên tàn. Tên tàn. Ôi, vậy tôi cho điểm cao nhất đúng không? Ừ. Mời dạ. Bảo, bạn chọn ai? Nãy em chọn em cũng nhớ. Trời ơi. Sao nhạc? Ngọc Hoa. Biết vậy à, nãy ba lóng tôm nó biến mất cho rồi.
thôi mà. Dù gì tôi cũng đâu được chọn đâu. Bao nhiêu mùa rồi thì cái sự hờn mát của Linh Lê vẫn còn, tại vì thôi 21 mình tăng lên 3 khách mời rồi, không thấy lựa chọn người đi. Sau khi chọn cái vị thực khách của chúng ta thì tổng số điểm của Bảo chính là 35,85 điểm. Và số điểm của Jimmy là 34,58 điểm. Và ngôi chiến thắng không ai khác đó chính là món tôm sum của Bảo. Tuy là Linh không được chọn nhưng mà Linh có được trao. Thôi thôi tôi không cần đâu, trao đi. Trao đi. Tâm hoàng cung. Nói chứ cũng vinh hạnh lắm mới cần được chút này. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn hai bạn đã đến chương trình và cho chúng tôi rất là nhiều món ăn thú vị và những câu chuyện và cũng như cái sự nhiệt tình của hai bạn. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau. Chương trình Chinh phục thực khách do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cặp đôi nào thì quen nhau lâu thì cũng có những cái giai đoạn nó rất là chán nhau á. Cái những lúc đó mình nấu những cái món này xong cái mình giải cỏ đúng không chị? Ừ đúng rồi, hay quá ta. Dạ, trời em kinh nghiệm đầy mình mà. Và cái cảm giác nhìn chán, nhìn thấy ghét mà đéo quá bỏ đi không được á, khó chịu á. Vì đâu mình nó mà bỏ đi mình người khác vô lấy sao? Ủa anh, cái nước này anh luộc xong có sử dụng nữa không anh? Có, mình làm nước nấu nước canh ăn á. À, vậy là cái nhiêu này hồi nãy anh rửa rồi đúng không? Rồi. Rồi.